Thấp khớp không chỉ là một bệnh đơn giản, trăm tình trạng bệnh lý khác nhau được tổng hợp bởi các bác sĩ để mô tả bệnh viêm các mô liên kết và các cơ nhất định. Hình thức phổ biến nhất là viêm khớp dạng thấp, dẫn đến đau mãn tính và đôi khi thậm chí phá hủy trí khớp đó. Sau đến khớp dạng thấp không thể chữa lành, nhưng vẫn có một số phương pháp điều trị giúp giảm bớt những căn bệnh này gây ra. Ursula Wallis xe đạp hàng ngày, mặc dù bà bị viêm khớp dạng thấp trong hơn 35 năm. Nó vô cùng đau đớn, các khớp bị sưng. Trong hàm, ngực và các khớp lớn hơn. Và không biết làm thế nào để xuống cầu thang. Trong viêm khớp dạng thấp, các tế bào của hệ thống miễn dịch tấn công mô của cơ thể, đặc biệt là các khớp, màng hoạt dịch là lớp lót bên trong của khớp bị viêm. Cuối cùng, nó có thể làm các khớp trở nên biến dạng. Viêm khớp dạng thấp thường bắt đầu ở các khớp ngón tay. Khi bệnh tiến triển, tất cả các khớp có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả những khớp trong cột sống. Đôi khi còn ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng. Hình ảnh X quang cùng với siêu âm và cộng hưởng những công cụ chẩn đoán quan trọng. Hầu hết bệnh nhân viêm khớp dạng thấp dùng thuốc chống. Nó có thể giúp giảm thiệt hại lâu dài cho các khớp và ngăn ngừa sự biến dạng. Do việc cử động các khớp gây đau đớn, nhiều bệnh nhân tránh tập thể dục. Nhưng Ursula vẫn cố gắng vận động cơ thể. Trong nhiều năm qua, bà đã tập luyện khí công. Khí công mang lại cho bạn cảm nhận khác về cơ thể. Bạn học cách thư giãn các cơ bắp. Và thư giãn làm giảm sự đau đớn một chút. Đó là một cách để giảm đau. Trong những năm qua, các bài tập luyện này đã giúp Ursula giảm lượng thuốc. Bà tập thể dục mỗi ngày để giữ cho mình linh hoạt, bất chấp chứng viêm. Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc tiến sĩ Hemmut, một chuyên gia về bệnh thấp khớp và là chủ tịch Hiệp hội Thấp khớp Đức. Tại sao tập thể dục lại rất quan trọng đối với những người bị bệnh viêm khớp dạng thấp? Bởi vì bệnh thấp khớp phá hủy các khớp. Các khớp sẽ co lại nếu bạn không cử động vì đau. Khi đó, phạm vi cử động của bạn sẽ lại thu hẹp. Nên bạn cần cử động các khớp dù có bị đau. Những cách tập thể dục nào là tốt nhất thưa bác sĩ? Bài tập nào mà không gây áp lực lên các khớp, không mang vác các vật nặng? Có cần thiết phải cử động dù cảm thấy đau hay không? Tới một mức độ nhất định, bạn phải cử động dù thấy đau, nếu không bạn không thể đi đâu được. Làm thế nào hệ thống miễn dịch lại gây tổn hại đến các thể? Chúng ta chưa biết. Chúng ta chỉ biết là đôi khi nhiễm trùng thúc đẩy bệnh thấp khớp. Bất kể sự nhiễm trùng nào, chứ không phải một loại nhất định. Hệ miễn dịch phản ứng lại, và nào đó xảy ra. Thay vì tấn công vi khuẩn hay virus xâm nhập cơ thể, thì nó lại tấn công cơ thể. Bệnh thường tiến triển như thế nào? Có nặng dần hay không? Nếu bạn không làm gì để điều trị, thì bệnh sẽ không ngừng tiến triển, sẽ hình thành các lỗ trong khớp và dần phá khớp. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đời sống và của bạn. Như vậy là phải điều trị. Bệnh nhân thông thường có phải uống thuốc hay không? Có. Bệnh nhân có phải uống thuốc trong thời gian còn lại của cuộc đời hay không? Tất nhiên, bạn phải dùng thuốc lâu dài vì để khống chế căn bệnh, chống sưng viêm và ngăn chặn tình trạng khớp bị phá hủy. Thế còn về lối sống thì sao? Khán giả Susan từ
Canada hỏi có cách tiếp cận mới nào không? Cô cũng muốn biết có những phẩm giúp giảm viêm hay không, hoặc nếu tránh ăn thịt thì có tác dụng hay không? Không may là không có chế độ ăn phù hợp như với bệnh tiểu đường. Bạn không thể nói hãy ăn những món này và bệnh thấp khớp sẽ hết. Một số người sợ rằng khi họ ăn thịt, bệnh sẽ trầm trọng hơn. Nhưng một số người khác, họ ăn mọi thứ, xong không thấy ảnh hưởng gì. Nhưng thịt có nào đó, có thể là một số loại protein trong thịt mà cơ thể không hấp thu. Vậy ăn chay sẽ tốt hơn cho người bệnh? Đúng, đó là ý tưởng hay. Còn những cách điều trị khác, như châm cứu chẳng hạn, có tác dụng hay không? Nó giúp giảm đau phần nào, nhưng tác dụng không kéo dài, vì chỗ sưng viêm vẫn còn đó. Fibra là chứng đau các cơ và mô liên kết, nhưng nó bao gồm cả các triệu chứng ngủ, rối loạn tiêu hóa và mệt mỏi mãn tính. Khi các bác sĩ không thể nhìn thấy cơ trên phim X-quang hoặc tìm thấy kết quả bất thường trong phòng thí nghiệm, có thể gặp khó khăn. Chúng ta hãy nghe câu chuyện của Bettina Lee, người có bệnh đau sơ cơ đã nhiều năm. Hôm nay là một ngày tốt lành cho Bettina Lee. Cô có thể di chuyển mà không thấy đau. Nhưng trong 6 năm, cô phải chịu đựng những cơn bệnh tái phát. Nó giống hoặc bị đâm đau nhói. Đó là cách tôi tưởng tượng ai đó bẻ gãy cánh tay của tôi hoặc đâm bằng dao. Cơn đau đến rất bất ngờ. Đôi khi nó đau quá sức chịu đựng. Cơn đau không thể đoán trước. Tina không biết khi nào nó sẽ bùng phát trở lại. Khi đau xảy đến, nó có thể kéo dài vài giây hoặc một phút. Thật khó để nói nó sẽ đau ở đâu, các khớp tay, khớp hông hay đầu gối. Bạn không bao giờ biết trước được. Thời gian dài để chẩn đoán. Các bác sĩ có thể loại trừ bệnh viêm khớp như thấp. Như rưỡi trước đây, một chuyên gia nói với Bettina rằng cô bị đau sơ cơ. Chúng tôi đã khám cho bệnh nhân và thấy có điểm trên cơ thể bị đau đớn. Có đau không? Có chứ ạ. Còn ở bên kia? Vâng, chỗ đó rất đau. Kết quả đó cùng với các triệu chứng khác như rối loạn giấc ngủ và sức chịu đựng kém sẽ dẫn đến kết quả chẩn đoán. Vật lý trị liệu có thể kiểm soát tình trạng này. Nếu bạn bắt đầu kỳ cơn đau nào, chúng tôi sẽ dừng lại ngay. Về lâu dài, chúng tôi đang cố gắng để tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Điều đó có nghĩa là tăng cường hệ thống tim mạch, bởi vì nó bị suy yếu ở nhiều bệnh nhân. Và củng cố cơ bắp, chúng tôi sử dụng máy móc hoặc các bài tập thể dục. Chúng tôi giao cho bệnh nhân bài tập luyện ở nhà. Họ có thể tập một mình ở nhà để luyện tập. Nhưng trong một số ngày, điều đó là không đủ. Bettina phải uống thuốc giảm đau loại mạnh, có thể có một số tác dụng phụ nguy hiểm. Nó không tuyệt vời như vậy, bởi vì các loại thuốc này là thuốc viện nhẹ, có thể hạ gục bạn. Vì vậy, tôi cố gắng hạn chế sử dụng chúng. Cách giúp được nhiều nhất trong trường hợp của tôi là lặn với bình khí nén. Sau khi tôi bắt đầu làm việc đó, tôi có thể thoát khỏi cơn đau trong nhiều giờ sau khi lặn. Thưa bác sĩ, chứng đau sơ cơ bắt đầu như thế nào? Đó là khi bệnh nhân đau khắp người. Họ nói như vậy. Khi khám thì bác sĩ sẽ phát hiện là bệnh nhân đau ở các gân và cơ, khắp cơ thể. Lúc đầu chúng ta không biết tại sao. Nếu không biết nó xuất phát từ đâu thì có thể điều trị được không? Ta không thể điều trị nguyên nhân vì ta không biết, nhưng có thể cố gắng. Vấn đề là thuốc giảm đau
có tác dụng nhiều như với các chứng đau khác. Nên ta thường chọn các loại thuốc có tác dụng đến tinh thần. Đó gọi là liệu pháp tâm lý, giúp người bệnh thư giãn. Và... Xin cảm ơn bác sĩ vì những thông tin.